Chào mừng chư vị quân sư đến với tựa game Tam Quốc Chiến Thuật CO lần đầu tiên xuất hiện tại thị trường Việt Nam với tên gọi Tam Quốc Kỳ Trận. Và như tất cả các tựa game khác, chúng ta không thể ra quân mà không có tướng. Nào bây giờ chúng ta hãy cùng đến ngay với thần tướng đài để cùng chiêu mộ các dũng tướng cho đội hình của mình. Tại nơi này, chư vị chủ công sẽ phải cần đến bùa cầu hiền và bùa chiêu binh để chiêu mộ ra các thần tướng, và vận may thành bại hay không là đều do nhân phẩm. Lưu ý, trước khi quay tay nhớ rửa tay thật kỹ. Quân sư đã sẵn sàng để xem nhân phẩm của mình đến đâu ạ? Và chúng ta cùng thử nhé. Ok, let's go, chúng ta sẽ cùng chiêu mộ thần tướng nào. Thần tướng ơi, người ở đâu đấy? Cùng sử dụng các loại bùa mình có. Cùng hạ lại nhân phẩm. Lần này có thể không may cho lắm nhưng không sao, chúng ta có thể thử lại vận may một lần nữa. Yeah, ra quan vũ đây rồi. Quan vũ là một loại tướng tanh cực kỳ khỏe đối với đội hình tiêm phục, và nếu như mà quân sư mà có hâm mộ tiêm phục thì đây là một tướng mà không thể thiếu trong đội hình của mình thôi ạ. Tam Quốc Kỳ Trận, tuyệt đỉnh chiến thuật 3Q.